Bữa nay có cái túi bỏ tiền vô rồi ha. Con bỏ bọc ơi, con lấy cái bọc con bỏ vô nhí. Hỏi sao con lấy con hái đi bộ luôn. Đây à? Mới quay được có một cái tí và không đăng lên liền luôn mà được nhiều phút mấy. Anh hai hả? Nhanh vậy? Đăng nhanh đó. Anh hai không có xài vô bao nhiêu đâu nha. Anh hai con chỉnh sửa không, anh hai con đăng lên. Không chỉnh sửa hay là chỉnh sửa? Vậy anh hai dùng phần mềm gì nhanh vậy? Biết sao hỏi anh hai con. Anh hai chia sẻ anh hai. Sẵn máy quay nè anh hai chia sẻ đi anh hai. Ý là Nhí nó chia sẻ là anh hai có phần mềm gì mà dựng chỉnh sửa video nhanh lắm. Máy tôi có sẵn á. À. Nó có sẵn là chỉnh sửa nó lẹ tải gì. Vậy thì mỗi ngày quay anh em nhà thơm con chia sẻ lên nào, có thời gian rảnh con mới quay còn làm. Hầu như con làm ở đó một ngày hết 12 tiếng rồi. Con làm ở chỗ làm hết một ngày 12 tiếng đồng hồ rồi. Tối về. Ừ, tối về con có rảnh có mấy tiếng đồng hồ xong con ngủ thôi đúng không? Bây giờ là con được hưởng lương rồi phải không Sơn? Hưởng lương học việc phải không? Dạ đây anh. Làm gì có anh hai đâu, trong thời gian học việc mà con. Con được 2 triệu. Vậy hả? Là tính luôn tiền ăn đúng không luôn đúng không? À là tính luôn tiền cơm rồi luôn là 1,2 triệu. Bây giờ phụ mẹ làm chứ giờ sao đúng không? Bán cho con. Giá 10.000 trái anh. Chín á, lấy cái chín cho chú. Nó bán thứ bảy chủ nhật thôi nha anh, mua ủng hộ nha. Còn ngày thường đi học. Đây, đi bán nè. Cầm mấy từ đây lia ra. Thấy có gì không? Chỉnh lên, chỉnh xuống qua lại nè. Nó vẫn không lắc này nó không? Mấy đồ ngắt lắm. Không, cô cầm vậy nè. Cô cầm, cô để di chuyển ở đâu đó. Đúng không? Đúng không? Này cảm ơn. Mấy con thích nó quay mệt rồi. Ừ, con đi mua đồ ăn sáng đi. Mua là đang ngồi ăn nha. Là Nhí đến đây bán lại vẫn không quên và cái món quen thuộc đó là bún thịt nướng của bà Năm. Con vẫn thích ăn cái món bún thịt nướng của bà Năm phải không? Sáng giờ bán được mấy trái rồi mà ăn rồi. Trời ơi, bán mấy trái không biết luôn, 4, 7, 10 luôn. Rồi kiếm tiền nè. Bán được 3 trái. 60 là 6 trái đúng không? Giờ ăn tô bún nhiêu tiền? Đưa cho bà Năm 3 trái thơm. À, ăn 3 chục trái đưa cho bà Năm 3 trái thơm. Chú kia sao? Sáng giờ có ai cho bo cho con không? Chưa ai bo hết hả? Sáng ra đây thấy thấy ngồi mà ngủ lên ngủ xuống nè. Mà tối ngủ muộn hay sao vậy? Ngủ sớm. Mày 3 giờ sáng. 3 giờ sáng chứ 3 giờ sáng là thức còn mà thức mà đi bán cô gì. Nãy giờ thế thì hồi tối là con 9 giờ ngủ rồi. Nhưng mà 12 giờ là em dậy đúng không? Không ngủ đâu. Để 6 giờ tới 12 giờ. Cho hai con chồng cô gì. Chồng ai? Chồng thơm á.
Bà Năm đem bún lại kìa con ăn đi. Bỏ xuống, bỏ bà dao xuống con ăn đi. Ờ, tí thôi dưa ngọt phụ cho. Ừ, thôi được rồi, sạch rồi anh ơi. Đâu đưa cho khán giả xem nè. Cô chú xem trái thơm của con gọt nè. Đâu nhí bỏ dao xuống con. Đây bún của bà Năm đem lại nè. Sơn nó dành ăn luôn rồi. Nó làm gì làm nó không quên bún của bà Năm nha. Dạ. Rồi nhìn tôi bún xuất sắc không? Lâu không ăn mà cũng mặn hết, cũng ngon. Lâu quá nè. Ăn quá trời. Dạ ăn bún. Bữa giờ đi học sao được không? Giỏi không? Dạ giỏi. Chị khó học nha. Sáng nay nhìn con bơ phờ vậy? Mệt mỏi vậy? Ngủ giấc con em. Con ngủ phải cỡ 7-8 giờ con mới thức nổi. Mới mới có sức. Thiếu ngủ nè. Dậy sớm đi bán nè. Mà còn bị cô chú la nữa. Đúng không? Dạ. Mấy cô bình luận đồ đó. Nhưng mà thôi, ai nói gì nói kệ, mình cứ đi làm kiếm tiền ha. Sắp Tết rồi, mình muốn mua áo quần gì mình mua đúng không? Trộn đều lên con. Nhỏ nè. Chắc lạc cái sao á Sơn, nó chạy mất tiêu rồi Sơn. Ông hỏi gì con ạ? Ông hỏi dạo này có vợ rồi hả? Không ra bán hả? Ông hỏi dạo này có vợ rồi không ra bán hả? Thôi con trả lời ông sao? Con cười thôi. Kéo khẩu trang ra con, không lấy khẩu trang ra rồi ăn. Lấy khẩu trang ra luôn đi. Nó dính khẩu trang á. Hai con robot với trái tim. Rồi ăn xong tập trung bán nha. Nhà cô Duyên xin gọt phụ cho nhí nha. Thôi chào tạm biệt ông bà cô chú đi. Ăn sáng đi cô Duyên gọt cho con bán.